Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Xuân Anh. Xin chào chị Xuân Anh, ngày hôm nay phải nói là một ngày tiếp tục nắng nóng rất khó chịu tại khu vực miền Bắc và tôi thấy rằng là dường như vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là đợt nắng nóng này chuẩn bị chấm dứt đúng không ạ? Vâng, khả năng là phải đến chủ nhật ạ thì nóng mới có phần dịu bớt cơ. Còn trong ngày mai thì cái nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp tục xảy ra ở cả miền Bắc và miền Trung, Minh Dương ạ. Thưa quý vị khán giả, nắng gắt và nóng lâu như vậy đó là bởi vùng thấp nóng phía Tây lần này hoạt động mạnh và kéo dài ngày. Vùng thấp này tỏa nhiệt lượng mạnh sang khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nó xua tan mây cho nên trời nóng gay gắt. Chưa kể là nó còn án ngữ ở đây khá lâu, tính đến hôm nay đã là 4 đến 5 ngày rồi mà chưa có dấu hiệu suy giảm. Ngày mai thì nó vẫn sẽ tiếp tục gây ra nắng nóng diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên. Trong đó, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là nơi mà nóng hơn, mức nhiệt từ 36 đến 38 độ và cục bộ có thể trên 39 độ. Còn đối với khu vực Bắc Bộ và phần từ Đà Nẵng trở vào Phú Yên thì mức nhiệt là 35 đến 37 độ. Nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi và cùng với đó là chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV cũng ở mức rất cao. Cảnh báo trưa mai tại Hải Phòng, Hạ Long, Hà Nội là ở mức 9. Lui xuống các thành phố ở miền Trung như là tại Huế, Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang là mức 8 đến mức 9 đều là mức gây hại rất cao cho da và mắt. Và với mức này thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người dân nên sử dụng tất cả các biện pháp chống nắng, từ trang bị đầy đủ các vật dụng chống nắng như là áo chống nắng, mũ rộng vành, kính chống tia UV cho đến việc là sử dụng kem chống nắng để được hiệu quả tốt nhất. Và tốt nhất là quý vị nên hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian là từ 11 giờ cho tới 14 giờ. Trong khi đó, ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai nắng chủ yếu là trong buổi sáng và trưa thôi. Đến buổi chiều thì mưa dông lại quay trở lại và xảy ra trên diện rộng ở cả hai khu vực này. Không loại trừ khả năng sẽ có mưa to cục bộ và kèm với đó là cảnh báo về gió giật, sấm sét và lốc xoáy. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Với thành phố Hồ Chí Minh, dự báo cũng sẽ bắt gặp những cơn mưa rào kèm dông trong 2 buổi chiều cuối tuần. Sáng và trưa thì trời nắng và khá nóng với mức nhiệt cao nhất 34 độ. Thành phố Đà Nẵng vào ngày mai tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 37 độ. Đến chủ nhật mới dịu bớt, giảm 1 độ xuống còn 36 độ. Tối và đêm có gió biển, thời tiết dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất 26 độ. Thủ đô Hà Nội cũng nắng nóng gay gắt hết ngày mai, nhiệt độ cao là 38 độ. Đến chủ nhật, nhiệt độ xuống còn mức là 35 độ. Ngày thì dịu nóng, thế nhưng tối và đêm thì không khí vẫn oi bức, nhiệt độ là khoảng 29 đến 30 độ.